tiếp tục bám sát nhiệm vụ của ngành, nâng cao vị trí vai trò của hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân, thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030. Đó là nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, tổ chức vào ngày 10 tháng 1. Năm 2023, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã xây dựng 15 chương trình nghệ thuật mới, tổ chức biểu diễn 65 buổi phục vụ các nhiệm vụ chính trị, 60 buổi phục vụ cơ sở với trên 180.000 lượt người xem. Thể thao Sơn La tiếp tục được quan tâm phát triển với những thành tích nổi bật, tham gia 46 giải thi đấu khu vực, toàn quốc và quốc tế, giành được 63 huy chương vàng, 50 huy chương bạc, 77 huy chương đồng. Các chỉ tiêu về phát triển du lịch tăng cao. Trong năm, toàn tỉnh đón gần 4,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 42,5%. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 4.750 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2022. Hoạt động bảo tàng được duy trì, thực hiện hiệu quả với nhiều hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy giá trị các di tích lịch sử. Năm 2024, ngành văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao, hợp tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hội nghị đã công bố các quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghi lễ Senpang A của dân tộc Kháng, Mo Mường, nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục của dân tộc Giao Tiền, trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho các địa phương. Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ thi đua cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tặng bằng khen cho hai tập thể, hai cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua của ngành văn hóa, thể thao và du lịch cho một tập thể, tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 6 tập thể, tặng bằng khen cho hai tập thể, 17 cá nhân.